ngoài. Đã có win 32 đích mà rồi. Đây. Win 32. Máy lag quá, bật nhiều quá. Đây. Mình đang bật mấy cái máy ảo như này, cả tuần nay chưa reset máy nên là nó rất là nặng. Thì để phần mềm sử dụng phần mềm này, chúng ta sẽ chọn image file. Ở đây chúng ta sẽ chọn sao, chọn sao xong rồi chúng ta sẽ chọn là gì ạ, file ISO, xem nó nằm ở đâu. Ở đây ví dụ như ubuntu.iso chẳng hạn. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn cái ổ có mà chúng ta cần boot, thì ở đây đúng là chúng ta có OE và chúng ta chọn Y để ghi. Một cái phần mềm nữa mà thường khi mà cài Win chúng ta sẽ sử dụng đó là phần mềm Rootproot. Phần mềm Rootproot đây, đây là giao diện của phần mềm BlueProt. Thì đầu tiên chúng ta cũng chọn thiết bị này, chọn ổ, chọn file ISO. Ở đây chúng ta có chọn Windows ISO chẳng hạn, hoặc Ubuntu tùy các bạn. Ở đây chúng ta để ý có hai cái sự khác biệt trong cái phân vùng, đó là kiểu MBR và kiểu GBT. Được. Thì đối với lại khi chúng ta cài cái Ubuntu hay Linux nói chung thì hay Windows cũng vậy, chúng ta phải để ý này, trên cái phần đích đối với lại chuẩn GBT thì cái chuẩn boot UEFI sẽ hỗ trợ trên cái loại version GBT, còn không thì với chuẩn legacy thì chúng ta sẽ hỗ trợ chuẩn MBR. Thì GBT này khi mà cài ấy, chúng ta để ý trên cái disk manager của mình thì mình cũng phải chọn cái disk dạng GBT, tức là cái ổ cứng của chúng ta ấy. Format cũng phải chuẩn dạng GBT. Đây. Như mình đang boot dạng đây, bộ disk này đang dạng GBT. Thì UFI nó sẽ thêm cái phần vùng header là FI System Pattern này. Đấy là cái lưu ý và điều kiện tiên quyết, đó là ở trong BIOS của cái máy đó thì cần phải hỗ trợ là UFI boot. Thì thời nay thì chắc phải tầm chục năm, khoảng 15 năm là các máy đều hỗ trợ cái chuẩn UFI rồi. Còn ngày xưa thì cái chuẩn UEFI nó chưa có đâu. Nhưng các máy đời mới thì đa phần đều hỗ trợ cả bốt chuẩn legacy và chuẩn UEFI. Thì UEFI nó có một cái là cái tốc độ khởi động nó nhanh hơn. Các bạn chỉ cần nhớ thế thôi. Khi mà chúng ta có câu hỏi về sự khác biệt giữa UEFI và chuẩn legacy thì chúng ta cần giải thích được, đó là UEFI thì cho phép khởi động nhanh hơn. Đấy. Và gì đó cần phải có, tức là sẽ chuẩn UEFI thì cho phép khởi động với ổ cứng lên đến 98 EB, còn chuẩn bình thường chuẩn legacy thì chỉ hỗ trợ đọc ổ cứng đến 2 TB. Đó là cái sự khác biệt. Các bạn có thể search trên Google, cái câu này là mình vừa trả lời rồi nên là mình không đặt câu hỏi cho các bạn nữa. Đấy, sự khác biệt giữa UEFI và legacy. Rồi, chúng ta đi đến cái phần nội dung của ngày hôm nay.
các thao tác cơ bản. Thì mục tiêu thì trang bị cho sinh viên kiến thức vận hành hệ thống máy tính, sử dụng hệ điều hành Linux, từ đó sinh viên có cái kỹ năng và nền tảng cho việc quản lý, quản trị dịch vụ, cấu hình hệ thống, thiết lập mạng với hệ điều hành mã nguồn mở. Thì nội dung chương 2 thì gồm có 6 phần. Phần đầu là cài đặt Linux này, hai là đăng nhập đăng xuất này, ba giao diện dòng lệnh CVE này, phần 4 là một số lệnh thường dùng, 5 là ứng dụng X trên X Windows, và phần cuối là cái phần câu hỏi và bài tập. Thì cái phần cài đặt thì buổi trước mình đã hướng dẫn rồi, thì buổi này chúng ta đi đến ngay cái phần đăng nhập đăng xuất. Thì đầu tiên chúng ta đi đến cái quá trình gọi là quá trình khởi động hệ thống. Được chưa? Quá trình khởi động hệ thống Visual Code. Ừ, cái phần mềm Visual Code đâu mất tiêu. Nó đây. Rồi. Quá trình khởi động hệ thống. Mình lại để đâu rồi? Thôi, phân tích luôn. Thì đầu tiên khi chúng ta bật máy chẳng hạn, thì đầu tiên thì chương trình sẽ lấy trong máy tính, sẽ căn cứ vào BIOS. BIOS trên máy tính chúng ta. Sau khi BIOS load xong, tiến hành load các, kiểm tra các cái thông tin trên ổ đĩa này, RAM này. Đấy. Thì chúng ta sẽ BIOS sẽ tiến hành chuyển chuyển địa chỉ sang cái phần motherboard. Trong phần motherboard thì tiếp tục load cái dữ liệu của board ladder. Nó có thể là board ladder, ở đây chúng ta có nhiều loại board ladder khác nhau, ví dụ như GROK board ladder này, có UBOT này, có LINO. Tiếp theo, sau khi board ladder thực hiện chạy thì chúng ta có cái màn hình board ladder. Mình đây, ví dụ như mình sẽ khởi động lại cái này. Lạc qua chị đâu không biết đâu. Tôi nó không không reset nhỉ, mà rõ mình đã reset ở đây rồi. Rồi à, khi bật nguồn này đấy, vào BIOS này, trên máy tính máy vật lý thì đầu tiên nó sẽ vào BIOS này. BIOS sẽ chọn gì ạ? Chọn vùng board, chọn board ví dụ như chọn USB hay là chọn ổ cứng này. Sau khi chọn ổ cứng thì sẽ đọc trên cái vùng MBR. Ở GPT thì sẽ có cái phần phần FI lúc trước ấy. Sau khi đọc xong thì căn cứ ở vùng đấy thì tiếp tục chuyển sang đến phần master.
Nát, máy mình nó nát quá. Xem mình có chạy cái gì nữa. Sao nát thế? Chôm tem này, position code này cũng không có gì lắm. Hai nốt PowerPoint nổ. Nói chung của mình nhiều tác thế nhỉ, mình là đóng đóng thường á, chung mình như có gì đó sai sai này. Đây không? Lắc thật. Rồi, lâu quá. Bữa trước nó không chậm như này. Tết ông về là Tết xung vầy. Thôi, bỏ đi. Sau khi qua bút ladder thì bố đã đưa chị trách nhiệm là gì ạ? Chuyển cho giao tiếp với kernel. Kernel là cái phần o ấy. Kernel xong rồi. Kernel thì sẽ chịu trách nhiệm là gì ạ? Giao tiếp giữa cái phần IO, input, output với phần phần cell, đúng không? Phần cell thì tiếp theo chúng ta đến phần sau khi khởi động kernel xong thì chúng ta sẽ vào đến phần init RAM. Ở đây là tạo các cái RAM ảo. Xong đến phần SBinit. SBinit thì nó sẽ là cái các cái chương trình có sẵn khởi động theo máy như kiểu trên Windows cũng vậy thôi. Đó là các service được khởi động cùng với hệ điều hành. Đấy. Sau khi khởi động với chương trình thì chúng ta sẽ chuyển tiếp đến gì ạ? Command Shell. Command Shell xong đến phần giao diện Windows System. Thì nó cũng dễ thôi. Các bạn cứ có thể nhìn cái hình mô tả theo thôi, không có gì đâu. Đấy. Tiếp theo về phần file cái phần gì ạ? Phần init này thì chúng ta sẽ có cái init tab hoặc là f tab. Thì đối với tab thôi nha. Mình để đâu mất rồi.
máy lạc quá. Rồi. Điều. Thì với Initap thì chúng ta sẽ có các cái phần run level với 6 cái level khác nhau. Trong đó thì mức 0 cái mức mà shutdown hệ thống này, mức 1 là gì ạ? Cho mức cho một người dùng. Đấy. Single user mode, mức 2 là mức multi user không không sử dụng NTFS, tức là không có giao diện. Đó. Không sử dụng NFS. Mức 3 là cái mức cho nhiều người dùng nhưng mà chỉ giao diện giao tiếp với dạng là không có giao diện. Mức 4 là cái mức không sử dụng. Mức 5 là dạng X11 graphic, tức là dạng giao diện đồ họa X-Window. Mức 6 là cái mức remote. Thì các bạn để chạy này thì mình demo cho các bạn. Bài mang tính chất giới thiệu. Máy nó có nhẹ hơn không? Máy mình nó nặng quá. Lười không đi xếp máy khác. Xem lại máy. Máy của mình nó nặng quá. Với công cụ mạnh. PowerPoint. Enter tab này. Enter tab cái này này. Đâu nhỉ, có hai chương thôi mà. Excel này, EDG này. Máy mình nặng quá. Không dùng Kali á, Kali không được đâu. Đà chắc thầy cô chỉ cho dùng ấy thôi, Ubuntu với lại Fedora thôi. VFS cái này để remote à, cắm sạc thì máy mình vẫn cắm sạc cơ. Ơi máy nặng quá. Không biết vì sao tự nhiên nó lại chậm thế biết.
bỏ đổi sang xem tốt dùng. Đây là phần bot grab này, được chưa? Thì buổi sau, về sau chúng ta thực hành ấy, chúng ta sẽ có một cái bài thực hành về đặt mật khẩu cho grab để làm bảo mật grab bootloader. Hãy đợi xíu. Nó nhanh hơn Ubuntu, mình ghét Ubuntu lắm. Đây, để xem run ever thì mình có bằng ấy lệnh là lệnh run ever. Dễ rồi. Rồi. Mình sẽ dùng EH. Không đúng không? 132. Quên mất tiêu. Ở đây xem đang ở vì bao nhiêu. Rồi, 126.130. Rồi, đầu tiên để xem mini tab đúng không? Chúng ta sẽ có run ever, cái chế độ run ever. Đấy, hiện tại là mức 5, đấy mức dùng trong nhiều người dùng và cung cấp giao diện đồ họa. Ví dụ mình muốn reboot đúng không? Mình set là run ever. Init tab. AB mức 0 là mức 6. Init ni etc bin ttab 6 sudo ITTAB 6. Thì đối với mức 6 thì chúng ta sẽ máy nó sẽ khởi động lại vì bộ hệ thống không có mặt nó vào đâu nhỉ. Đây, init sudo init6.
Đó. Thì sẽ khởi động lại hệ thống. Kể cả FF cũng vậy. Nhưng mà thường thì chúng ta sẽ sử dụng một trong những cái đây không. Tiếp theo về các user trong trong hệ thống này lớn thì chúng ta có hai cái loại, thường thường là có ba loại user: user root, user cơ bản và user hệ thống system. Thì bạn nào giải thích cho mình sự khác biệt giữa user root và user tiêu chuẩn của Linux nào? Chưa bật mạng thôi, không phải chưa bật được máy ảo. À, bạn nào đưa ra cái so sánh về giữa user và user tiêu chuẩn, sự khác biệt như thế nào? Có mấy câu ấy, đó câu này dành cho bạn thi trắc nghiệm ấy nhá. Nhớ là sau này thi cuối kỳ thi trắc nghiệm sẽ gặp những câu này. Hay kể cả là khi các bạn thi thực hành, thầy cô sẽ hỏi. Đúng rồi, đợi nó phải bật xong. Bật xong nhưng mà do mình gì ạ, trở về cái snapshot trước. Ở đây mình có đưa mấy cái snapshot này đấy. Thì khi mà trở về snapshot trước thì nó chưa nhận cái cạc mạng ngay, nên là mình phải set mạng trước đã, mình LH được. Nào, tập trung câu hỏi nào. So sánh sự khác biệt giữa user và user tiêu chuẩn. So sánh chế độ live và chế độ gì ạ? Chế độ cài đặt. Đấy, hai câu. Câu một là so sánh chế độ ve vừa run run đấy và cài đặt, và so sánh gì đó, so sánh user root và user tiêu chuẩn cài đặt, hai câu các bạn cần để ý. Thì ở đây không thấy bạn nào giải thích thì mình giải thích thôi. User root là cái user tương tự trong Windows, chúng ta có user administrator, đấy là user tối cao trong cái hệ điều hành. Ngoài user root thì chúng ta có nhiều cái user khác, ví dụ như user, nhưng mà tất cả đều là cái thuộc là dạng user tiêu chuẩn thôi. Nào, thì user tiêu chuẩn thì có những cái quyền khác biệt, gọi là bị giới hạn quyền đấy, ví dụ như truy cập vào các thư mục của hệ điều hành. Với root thì thư mục chính của nó là nằm trên đường dẫn gạch root. Còn user tiêu chuẩn thì nằm trên đường dẫn là gạch home gạch root. Đấy là hai cái khác biệt cơ bản. Các bạn có thể tìm trên mạng nhìn thấy nhiều hơn. Hiện tại mình đang không search Google những cái phần đấy đâu. Tiếp theo về sự luận hai câu lệnh là lệnh sudo và suzer. Thì lệnh sudo cho phép thực hiện các lệnh với quyền là thực hiện dòng lệnh với quyền tạm thời ấy, với quyền root. Mình đã reset lại máy rồi. Command chưa nhận các mạng rồi. Cài đặt cho nó tự động khởi động cùng hệ thống đi. Apply. Rồi.
đúng nhỉ, 1:30 mà anh lại sai rồi. Như sai đấy. 1:26, 1:30 đúng rồi mà. Thế rồi ví dụ như vậy sudo, ví dụ như mình cài thêm một gói chẳng hạn, ví dụ apt đúng không, update trên trên Ubuntu hoặc là Kali thì chúng ta sẽ để update phần mềm cập nhật các gói cài đặt thì chúng ta dùng apt update, nhưng mà đối với lại CentOS thì chúng ta sẽ sử dụng lại um update. Trên Kali Linux chúng ta sẽ có các lệnh là apt update này, apt gì ạ, upgrade này đúng không, xong đến cài đặt đúng không, thì đây cũng chúng ta có um update hoặc là dpkg. Thì ở đây chúng ta có lệnh là gì ạ, run user vroot đúng không, phải có vroot thì chúng ta sẽ sử dụng là sudo um update chẳng hạn. Đấy, để password. Đó là về lệnh sudo. Trời ơi, lâu lắm rồi không update. Chúng ta có sudo trừ y là gì ạ? Thực hiện các lệnh với lại quyền root sudo trừ y. Tương tự như kiểu đăng nhập với uroot ấy, thì chúng ta sẽ không cần mỗi lần chúng ta sẽ không cần cái lệnh sudo um nữa, sudo nữa. Tiếp theo về suzer là cái lệnh cho phép là sử dụng quyền của user khác hoặc là đăng nhập với user khác ấy. Su ví dụ như ở đây có An Nguyễn đúng không, chúng ta vào An Nguyễn. Đấy. Thì ở đây chúng ta đang đăng nhập với lại user An Nguyễn, đây là đăng nhập user root, đây là đăng nhập user An Nguyễn. Đấy. Đây là root. Để thoát ra thì chúng ta dùng mạng exit. Exit tiếp lại thoát ra lần nữa. Được chưa? Chúng ta có thể dùng su với user khác. Và tiếp theo là phần đăng xuất hệ thống. Để đăng xuất hệ thống chúng ta sẽ có cái lệnh exit vừa rồi mình đã giới thiệu. Tiếp theo là lệnh trên GUI mode thì chúng ta có logout. Tức là trên giao diện thì chúng ta có logout thôi, còn trên cái console ấy, chúng ta sẽ dùng exit. Ví dụ đây chúng ta dùng exit là tắt luôn này. Được chưa? Tiếp theo về shutdown thì ở đây chúng ta có gì ạ, GUI mode chúng ta sẽ sử dụng nút bình thường thôi, giao diện mà. Với CI mode thì chúng ta có init 0, để restart thì chúng ta dùng init 6 lúc ấy mình đã demo rồi. Được chưa? Hay cách khác chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh là lệnh shutdown trừ H là để reset hệ thống, và shutdown trừ P là để tắt nguồn. Thì chúng ta có thêm các cái lựa chọn là cộng thêm bao nhiêu giây, bao nhiêu thời gian. Xong 15 phút rồi. Đây là 15 phút và trừ P là cộng 5 là sau 5 phút. Hoặc là dùng lệnh là H HART trừ P hoặc là trừ report. Report là để khởi động lại máy, trừ P là để tắt nguồn. Power off thì dùng trừ P. Được chưa? Hoặc chúng ta dùng lệnh init 0 hoặc là init 6 tùy các bạn thôi. Lúc ấy mình đã giới thiệu ở slide trước ấy, tức là có mode ấy. Init ấy. Level 0 là shutdown này. Level 6 là reboot. Tiếp theo về cái giao diện dòng lệnh thì bữa trước mình đã nhắc qua rồi, cái giao diện ví dụ như cell thì có gì bát cell đúng không, bát sh này, sh này
CSH này, KSH và ZSH. Thì các bạn cần nắm rõ được cái sự khác biệt giữa các loại cell này. Cell về SH cell khác với BAT cell như thế nào, CSH cell khác với BAT cell như thế nào, ZSH khác với lại các loại cell khác như thế nào. Được chưa? Tiếp theo là mình sẽ đi đến một số cái lệnh thường dùng trong loại đốt. Thì bao gồm các cái thành phần sau. Một là tìm hiểu về các cái cấu trúc dòng lệnh trong loại đốt này, để các nhóm lệnh, xem thông tin hệ thống này, nhóm lệnh, thao tác với file và thư mục, ứng dụng X-Window. Về cấu trúc dòng lệnh thì ở đây tài khoản root thì bắt đầu bằng cái, chúng ta để ý là khi mà chúng ta thực hiện cái dùng với tài khoản root thì chúng ta có cái dấu thăng sau user, ví dụ như đây sudo ta để ý là chúng ta có cái dấu thăng này. Đấy. Còn đối với bình thường cái người dùng cơ bản này thì chúng ta sẽ có cái dấu đô la. Thì quyền hạn của user, người dùng bình thường ấy thì sẽ được phân chia theo nhóm. Thì đã truy cập với Urarod thì chúng ta sử dụng sudo trừ y cho to chưa, cho to cái terminal lên nào. Được. Cho to slide hay là cho to ấy đấy, terminal ấy. Alo. Terminal. Ok. Đây nhìn thấy rõ chưa? Sudo trừ y này. Tiếp theo chúng ta có gì ạ? Đây là sudo trừ y để dùng với quyền với utilizer. Còn nếu bình thường chúng ta chỉ có sudo cái lệnh thì chúng ta chỉ là thực hiện dòng lệnh với quyền sudo thôi, quyền root thôi. Tiếp theo thì trên các hệ thống mình giới thiệu qua nữa. Đó, trên các cái máy Android thì chúng ta có một cái gì ạ, có cái thuật ngữ là root máy đúng không? Thì bản thân root máy nó chính là việc bật cái root trên cái Android, trên cái điện thoại của các bạn. Rồi. Đây mình demo. Cắm cái điện thoại của mình vào máy tính thôi, không có gì. Thì root máy thì chúng ta coi như là bật cái chế độ này, chế độ root. Đây, để dùng ADB để truy cập với quyền root trên máy thì chúng ta có dùng ADB. ADB đây. Android platform SDK platform tool. Nhanh vào CMD, chúng ta gõ luôn trên cái thanh địa chỉ này, bấm CMD phát là nó sẽ bật lên cái CMD chúng ta. Đây, truy cập vào cái Android nó gọi ADB device, cái sau device này. Thì Android làm cái này lớp đã còn mở. Chúng ta có thể tự custom một cái Android cho bản thân mình. Nói sơ qua thôi, không có gì. Đây. Dùng để ABC cell.
đây là cái điện thoại của mình. Thì ra sao thì chúng ta cũng tương tự như trên Note thôi. Ví dụ như gì ạ? Ở su đăng nhập với su thì chúng ta có để đăng nhập với quyền rốt thì chúng ta dùng lệnh su. Khi mà chúng ta đã rốt máy thì chúng ta có lệnh su, còn nếu không thì sẽ không gõ được. Như hiện nay là con điện thoại của mình chưa rốt nên là sẽ không có lệnh su. Rốt máy thì cho phép gỡ cái ứng dụng thì được cài mặc định trên các cái phiên bản Android. Và chúng ta có lệnh khác ví dụ như là pm uninstall k user 0 như này. Thì bản thân user 0 trong Android nó là cái user root. Các bạn có thể dùng nó để gỡ các cái phiên bản mà không cần thiết. Rồi, tiếp theo về các cái lệnh xem thông tin hệ thống. Chúng ta có lệnh về xem mã nguồn. Xem phiên bản của hệ thống. Xem gì ạ? Xem hot. Xem username. Clear là cái lệnh xóa màn hình. Xóa xóa cái màn hình đây. Hiểu clear. Đấy, lệnh xóa màn hình. Lệnh cat etc rene là xem cái phiên bản hiện tại của Linux. Đây. À, chúng ta sẽ nhìn thấy là diện CentOS Rene, tên là CentOS Linux, version là 8. Được chưa? Tiếp theo để xem phiên bản kernel thì chúng ta có lệnh lệnh cat proc version. Đấy, Linux kernel version này. Được chưa? 4.18. CC version 8.2 cách được chưa? Tiếp theo xem thông tin về CPU thì chúng ta có cat proc CPU info, CPU info này. Đấy, đây là các thông tin về CPU. CPU của mình hiện tại là máy mình đang i5-3320M. Tiếp theo về xem thông tin về bộ nhớ thì chúng ta có product memory. Memory share. Memory info. Memory info. Đây. Thì hiện tại mình đang cấp cho nó là 40GB. Đấy, số lượng trống là 11.5GB. Được chưa? Hoặc chúng ta có thể xem thông tin hệ điều hành thì chúng ta lại có lệnh khác đó là lsb delete. À. Nhưng ở đây thì lại không trên xem tốt thì chúng ta không có thì chúng ta phải cài đặt cái gói này vào. Để xem thông tin hot chúng ta sử dụng lệnh hot name. Hot name này à? Không nhớ lắm đâu. Hot name CTL mà. Đúng không? Hoặc là đây chúng ta có hot trừ các tham số khác nhau ví dụ như trừ L. Hot trừ hot name mà. Đây. Đối với CentOS thì chúng ta sử dụng lệnh hot name. Và đối với Ubuntu để mình chạy cái con Ubuntu lên. Ubuntu. Đây, mình dùng Ubuntu Server đi. Không sắp đèn này. Không.
ông Sapen. Đây, cái Ubuntu này thì mình đang dùng nó Ubuntu Server. Error này. Ô. Đúng rồi. Con Ubuntu mình không à? Thế mình ảo Win Server này, Win 10 này. Xem chỗ khác. Đây. Chúng ta có Ubuntu. Không có thấy snapshot ở đây đó. Nó cũng tương tự như thế thôi, chúng ta không có gì khác đâu. Mỗi cái hệ điều hành chúng ta có phần shell khác nhau một ít thôi. Tiếp theo về các nhóm các lệnh thao tác với file và thư mục. Thì đầu tiên chúng ta có lệnh về liệt kê file là lệnh ls. Lệnh tiếp theo là lệnh cd thay đổi cái thư mục hiện hành. Lệnh pvkd là chúng ta biết về cái đường dẫn của cái thư mục hiện hành và chúng ta đang ở đâu ấy. Lệnh rm cái lệnh cho phép xóa file thư mục. CP là lệnh copy file. Lệnh mv là lệnh di chuyển file hoặc thư mục. Lệnh ln đấy, ln này là lệnh tạo liên kết cứng và mềm. Tắt là lệnh tạo file. Lệnh file là lệnh tìm kiếm. Which where we located thì là tìm file cơ sở trong trong cái cơ sở dữ liệu. Rồi, đây. Mình sẽ demo về phần các lệnh cơ bản trên Linux trên Ubuntu. Trên Ubuntu này thì mình cũng cài thêm cái dịch vụ SSH rồi. Chấm 32 thôi đấy. Tôi đi nào. SSH thì mình có dùng sudo bật sẵn rồi. Máy nát quá. Rồi, đầu tiên là lúc nãy đúng không? Mình có cái lệnh lệnh hotctl đúng không? Hotname ctl. Đấy. Nhưng mà đối với lại CentOS thì chúng ta chỉ có hotname thôi. Đây chẳng hạn. Rồi. Một ít về lệnh liệt kê thư mục, lệnh ls. Đấy, là danh sách cái thư mục hiện tại thì mặc định thì chúng ta đang nhập vào, chúng ta sẽ ở thư mục chính của chúng ta. Đường dẫn là gì ạ? Home ở tên user. Đấy. Tiếp theo để đi vào thư mục desktop thì tôi dùng đây. Đi vào thư mục desktop thì chúng ta dùng lệnh cd desktop. Được chưa? Chúng ta nhìn thấy cái đường dẫn desktop phóng to hết cỡ rồi. Cái màu này khó nhìn quá. Chuyển sang cái màu của Ubuntu đi. Đây chẳng hạn.
chết rồi, không biết ai nói xấu mình. Sao cái này nó bé thế nhở? Enter. Không biết mình có bị Covid không, biết mình đang làm cái gì mà nó lại bé tí nào. AC giờ nó bé nhờ. Không biết con Ubuntu mình tại sao là nó bé tí rồi. Mình vừa bấm bấm nút tùy á. Bấm nhầm nút tắt máy rồi. Chết rồi, con Ubuntu mình cho nó đai mất rồi. Bực mình. Thôi, đi tiếp. Rồi. Để tạo thư mục thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo thư mục là ví dụ bài tập chẳng hạn, thì chúng ta sẽ dùng lệnh nó kde rồi. Tập tạo file thì chúng ta có lệnh tab thực hành một xd. Thì chúng ta sẽ có cái file là file thực hành 1.txt. Thư mục thì chúng ta có thư mục bài tập. Để tạo liên kết thì chúng ta có lệnh nn.js là tạo liên kết mềm, còn nn thường thì chúng ta là tạo tên liên kết cứng. Thực hành một bài desktop như thực hành một này hạn, thì ở trên cái ô tô mình sẽ có cái liên kết ví dụ như CD desktop
danh sách thư mục và liên kết thì chúng ta có từ code file. Thì đối với các cái file dạng liên kết, dạng link này thì chúng ta có một cái loại mũi tên đó để xóa file, thì chúng ta có lệnh rm hoặc xóa liên kết rm. Thì đối với các thư mục thì khi mà chúng ta xóa thì đối với thư mục có các cái tập tin bên trong thì chúng ta nên thêm cái chữ r là xóa thư mục có đại quy, chữ f là bỏ qua cái phần hỏi, ví dụ rm này thực hành 1.txt đó. Lệnh mv là lệnh di chuyển, các bạn chỉ cần nhớ ví dụ rm là remove này, cp thì là copy này, mv là di chuyển là move này, đúng chưa? Đây các cái chi tiết thì ls này, chữ y để kê inode này, chữ n để kê mỗi mục một mục trên một dòng này, chữ n là để kê cả GUID và GID này, là user ID và group ID ấy. Tiếp theo lệnh cd đường dẫn thư mục. Với lệnh tạo xóa thì có mkdir và rm, thì chúng ta có thêm cái thuộc tính là chữ r là xóa có đại quy, mv là di chuyển có đại quy. Đại quy là khi mà có thư mục con hoặc là file con bên trong. Chữ f là xóa không cần hỏi. Để sao chép CP trừ đời cũng là có đại quy. Về di chuyển hoặc đổi tên là MV, liên kết là NN, LN, chữ S là liên kết yếu và mặc định là liên kết cứng. Thì ở đây mình có một cái câu hỏi dành cho các bạn, đó là so sánh khác nhau giữa hlink và shoplink. Lệnh tạo thay file này, thay đổi file thì dùng lệnh tab. Về nhóm lệnh tìm kiếm file with where we thì lệnh file thì kèm theo cái gì ạ? Đường dẫn này và trừ cái name là tên file, hoặc là trừ user thì là tìm chứa tất cả các user có UID là cái gì. Tiếp theo which where when thì sẽ trả về cái đường dẫn đầy đủ của các file trong vinpath. Tiếp theo chúng ta đi đến cái ký tự đại diện, ví dụ như hỏi chấm thì sẽ thay thế cho bất kỳ ký tự nào này, lệnh sao thì sẽ là gì ạ, thay thế cho không hay nhiều ký tự, thường thì mình sẽ sử dụng sao. Ở đây mình có một cái, tí nữa mình sẽ giao cái bài tập cho các bạn. Tiếp theo chúng ta đi đến cái phần ứng dụng trên X Window. Thì trên Linux hỗ trợ rất nhiều cái ứng dụng khác nhau, ví dụ như trên có các ứng dụng cho Office này, tức là văn phòng, có các ứng dụng trên mạng network, ứng dụng trên giao diện, chỉnh sửa được ảnh này, ứng dụng về media tức là hỗ trợ xem video, xem phim và các tool khác nhau. Thì ở đây chúng ta có ứng dụng ví dụ như trên menu của X Window, ở đây là menu của giao diện của gì ạ, GNOME Ubuntu. Tiếp theo là giao diện của Fedora. Fedora thì giống CentOS. Đối với Office thì chúng ta có trình Writer, đó là soạn thảo văn bản tương tự như Microsoft Word, CLC thì tương tự như Excel, Draw thì tương tự như Microsoft Visio, Impress thì tương tự như PowerPoint, Paint thì tương tự như Microsoft Excel, Math thì là trình tính toán thì tương tự như Microsoft
Equation Editor. Về network thì chúng ta có trên Linux thì hỗ trợ về cấu hình mạng LAN, IP này, subnet mask gateway, hỗ trợ về internet có Apache, IIS, có Firefox. Về mail server thì chúng ta có thể là dùng POSIX server. Khi mà chúng ta ví dụ sau chúng ta làm đồ án về bảo mật cho mail này thì thường các bạn mình thấy các bạn thường triển khai là POSIX, Kerio mail server, cPanel mail server hoặc là Thunderbird. Thunderbird thì mail cho client. Tiếp theo về ứng dụng video video call thì có Xlite này, iBeam này, Ekiga này. Tiếp theo về các cái phần mềm liên quan đến chỉnh sửa ảnh, chúng ta có nhiều cái phần mềm khác nhau, ví dụ như là Printa này, Cutter này, Carbon này, được, GIMP này, GIMP chắc là Git rồi. Sau về multi AI thì chúng ta có VLC, VLC cho wireless, có Lin HLS, nhiều phần mềm khác như Libre, LSC, Pen LSC. Với các ứng dụng khác, ví dụ như làm sạch thì chúng ta thường trên Windows chúng ta có gì? Clear Master, hoặc trên Android chúng ta cũng có Clear Master. Đối với lại trình quản lý download thì thường ở trên Windows chúng ta có gì ạ? IDM đúng không ạ? Thì đây chúng ta có USKS Extreme. Phần mềm điều khiển từ xa thì chúng ta có VLC Free Edition cho Linux. Hỗ trợ đăng nhập từ xa thì chúng ta có SSH, Telnet, Putin. Về máy in thì chúng ta có CUP. Về hiệu chỉnh desktop thì chúng ta thường có Conkey và Gnome. Về quản trị hệ thống thì có gì ạ? Webmin. Về internet tool thì có Dropbox này, về web share thì Thibaneo. Cơ sở dữ liệu thì thường mình sẽ sử dụng là PHP MyAdmin, SQL, MySQL Workbench hoặc là PostgreSQL hoặc là CLickHouse. Hoặc là các cơ sở dữ liệu mình thường dùng. Đây là hết phần ở chương 2. Các bạn nào có câu hỏi gì không ạ? Gì đây? Rồi. Các bạn nào có câu hỏi gì không ạ? Không thắc mắc gì thì mình giao bài tập này. Ai làm được, ai làm xong nhanh nhất thì cho một điểm. Một điểm thi giữa kỳ nhá. Bắt tay bắt. Các bạn chuẩn bị chưa? À, 8 giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang học chương 3. Bài tập cơ bản thôi. À, lúc mình chuẩn bị tinh thần chưa? Mình giao đề nhá. Bạn nào thắng nhanh nhất thì được cộng một điểm. Từ từ. Đây, phần này còn một ít nữa. Chưa giới thiệu xong để làm bài thực hành được. À, một cái nữa mà mình ở đây nữa là về phần trình soạn thảo.
ở đây mình chưa nói. Thì ở trên iOS có nhiều cái chỉnh soạn thảo khác nhau. Ở đây mình giới thiệu cho các bạn hai cái chỉnh soạn thảo cơ bản, đó là Vim và Nano. Thì để sử dụng các cái chỉnh soạn thảo này, chúng ta có Vim này. Đấy, tên file thì nếu file đó chưa có thì Vim sẽ tự tạo cho mình, còn nếu có rồi thì chúng ta gõ thôi, thử hành một này. Đấy. Thì để chỉnh sửa file thì chúng ta bấm nút Y. Đầu tiên là bấm chữ Y trên bàn phím nhé. Đấy. Ở đây nó không không hiển thị rõ cho các bạn lắm nhỉ. Rồi. Ở đây nó không hiển thị rõ cho các bạn lắm. Ở đây nó không có hiển thị rõ. Ở đây mình chuyển sang cái xem tốt đi cho nó rõ. Xem tốt. Mình thường thích CentOS hơn Ubuntu. Giới thiệu để cho các bạn làm bài tập. Đâu thế nhỉ? Không thích Ubuntu, chỉ thích những cái dòng. Rồi. Lâu quá.
đúng nhỉ, đúng không ạ? Không nhớ cái IP nó là gì nữa. 192.168.80. Đầu tiên là để tạo file chúng ta dùng vi tên file, ví dụ như thực hành.txt. Ừ. Thì để thực hiện chỉnh sửa thì chúng ta sẽ có gì ạ? Bấm nút Y để chỉnh sửa. Thì cái phần bên dưới này nó sẽ có cái chữ insert cho các bạn. Ừ. À, chúng ta ghi file thực hành một. Sau khi ghi xong thì chúng ta bấm ESC trên bàn phím này. Được chưa? À, bạn bấm Shift 2 chấm W để lưu. Đấy. Bấm 2 chấm Q chấm than để thoát mà không lưu. Hoặc là bấm W để vừa thoát vừa lưu. Được chưa? Bấm W này. Xong rồi nếu muốn chỉnh sửa tiếp thì chúng ta bấm Y tiếp này. Được chưa? SC này, shift hai chấm này, Q. Nếu bạn khi mà chỉnh sửa xong mà chưa lưu ấy, khi mà các bạn bấm Q thì nó sẽ bị cảnh báo là lâu file đang chỉnh sửa. Thì bạn cần phải gì ạ? Có lựa chọn là Q chấm than. Shift hai chấm này, Q chấm than. Được chưa? Là không chấp nhận lưu cái phần chỉnh sửa đấy. Tiếp theo về trình editor nữa, đó là Vim. Nano cũng là tên file. Thì với Nano thì đã ghi thì các bạn cứ ghi bình thường. Để lưu thì các bạn bấm Ctrl O. Các bạn nhìn thấy đây ạ. Trên đây là có Ctrl O là wipe out, là ghi. Bấm Ctrl X là để thoát. Đấy. Bấm Ctrl V là để tìm kiếm. Ví dụ như mình ghi là Hội này, Thái Nguyên này, Hải Dương này. Đấy. Bấm Ctrl gì ạ? Ctrl V kép để tìm kiếm, ví dụ như tìm cái là Hà Nội đúng không? Đấy, thì nó sẽ trỏ lên cái đoạn Hà Nội. Bấm Ctrl V kép để lưu. Đấy. Ctrl O để lưu. Bấm Ctrl X để exit. Đó là hai cái mà mình giới thiệu. Tiếp theo một cái lệnh mà cho phép bạn tạo file nhanh với nội dung dùng lệnh echo. Ví dụ đầu tiên là nội dung, ví dụ hello you chẳng hạn. Đấy, chúng ta thêm cái mũi tên gì ạ, đầu nhọn đi ra ngoài. À, thông tên file test.txt chẳng hạn này. Thì để xem cái nội dung file chúng ta có lệnh là lệnh cat tên file là test.txt. Đấy. Hoặc là gì ạ? Để xem nội dung file nữa chúng ta có lệnh nữa. Có lệnh là theo. Được. Test.txt. Tùy các bạn bạn thích cái lệnh này hoặc nào thì dùng. Rồi. Bài tập cho các bạn. Đây. Tạo thư mục bài tập trong thư mục rốt, tạo file thực hành lắp một một chấm txt với nội dung đấy nhá, ghi luôn cái nội dung này nè, bài thực hành gì ạ? Kiểm tra phân quyền trong Windows. Đấy. Được chưa? Sau khi tạo xong bài thực hành này trong thư mục bài tập vừa tạo đấy, với nội dung, sau khi xong thì chúng ta sẽ copy cái thư mục bài tập đến cái đường dẫn home gạch username. Đó, username ở đây thay thế một cái tên user của bạn này.
được chưa ạ? Tạo liên kết, liên kết mềm đó. Đến tên là gì ạ? Tên là việc liên kết bài thực hành. Cho tới đường dẫn ở thư mục home bạch donut username gạch gì ạ? Bài tập. Đấy là cái phần bài tập cho các bạn làm đến 8 giờ. Làm xong, bạn làm xong nhanh nhất thì được cộng 1 điểm. Mình kiểm tra xem màn hình. Rồi, thế thôi, không có gì đâu. Các bạn nắm rõ đề chưa? Đề siêu dễ. Làm luôn, suy nghĩ à, chúng ta nên dùng lệnh gì, lệnh gì, lệnh gì. Làm đi. Bạn nào xong trước thì ới mình, xong rồi mình chấm. Cộng 1 điểm ngon lành. Tạo bằng ấy nhá, tạo bằng Terminal nhá, đừng tạo bằng giao diện. Nấu bánh trưng xanh. Nó khẽ. Xung quanh từ 1/2022 rút pháo này khác bị phạt 1 triệu đồng. Không biết có bạn nào đốt pháo không?
nộp bài như nào hả thầy? Alo thầy ơi, Alo. nộp bài như Sao? nào ạ? Hay là em show màn hình ạ? Ừ, xong màn hình thôi. Có gì đâu. Dạ vâng, thầy nói em tí. Xong rồi à? Nhanh thế. Xong rồi ạ. Xe đi. Thầy thấy màn hình của em chưa? Rồi, hiểu. Sao kết quả nào? Rồi, trong kết quả anh. Cái đề bài của thầy đây, lúc đầu là thầy bảo tạo cái thư mục của bài tập. Đúng rồi. Bài tập ở trong root thì đây em tạo cái thư mục bài tập ở trong root. Đâu, đã tạo trong trong lúc đâu. Đây ạ. Không đúng rồi. Sai Ồ, rồi. đây đây, thử thật, em có tạo rồi nhưng mà đây em để đây. Đây, bài tập thu rút đây. Sai rồi, trong đường dẫn rốt cơ mà. Trong cái thư mục rốt đấy. Rõ T cơ mà. Em tưởng là ở trong cái đường, trong rút thư mục này thầy. Thầy để mỗi Đây cái dấu chuột đây à? đây đây đây, gạch đốt cơ mà. Gạch rút này hả thầy? Đúng rồi. Đây, thế thầy thầy đợi em tí. Rồi. Đấy là xong cái tạo. Xong rồi em đến cái Tạo file file thực hành trong thư mục file thực code. hành đây. Em sẽ cắt cái thực hành. Không, nhưng mà ở đây nhá, phân tích kỹ đề bài này. Tạo file tạo thư mục bài tập trong cái thư mục load đúng không? Vâng. Sau đó, tạo file thực hành lớp 1 trong thư mục bài tập vừa tạo với nội dung bài thực hành kiểm tra phần quyền em lấy hết. Tức là tạo thư mục load rồi nhá. Ờ, tạo thư mục bài tập, tạo thư mục bài tập xong thầy tạo file trong cái thư mục bài tập đấy. Đó. Cứ bình tĩnh. Bạn nào chắc chắn mình không sai rồi có thể là ấy nào. Chia sẻ nào. Alo, cho em chia sẻ nhé. Thế thế thoát. Ừ. Kỹ đề cơ hội sẽ dành cho các bạn khác đấy. Nhưng làm đi có thể bạn kia sai thì sao? Đâu? Bạn nào nói thì kể. Thấy cái màn hình của em chưa? Tắt rồi đấy. Tắt chia sẻ rồi mà. Rồi. Thấy rồi đấy. Bạn dùng kali à? Hay à? Nói thì đây em vào cái tài khoản. Thầy đợi đi em tắt âm thanh. Rồi. Ra desktop chưa? Desktop đã có cái thư mục gì chưa? Bài tập chưa? À, cái đường dẫn là bài thực hành chưa? Chưa có đúng không? Chuyển cái đấy ra desktop hả thầy? Ừ, Nó đọc thầy đi. trong trong À. trong yêu cầu của thầy em thì có cái chuyển ra desktop được. À, không không Thầy có bảo là rồi. làm tạo trong thư mục root rồi. Đâu? Bạn tạo rốt này. Vâng, Rồi, em tạo trong thư mục xem root. trong rốt có gì nào. Đấy, thì có một cái file là bài tập ạ, một và một cái đường dẫn là bài thực hành ạ. NL chữ S xem nào. À NL chữ à đâu. NS chữ N nào. Đấy.
Ôi, bài thực hành đang chói đến gì hôm qua đi kìa, sai rồi. À vâng vâng Thấy nhá. Bài thực hành thì đang đúng vậy, đó là hôm Kali bài tập. Đấy. Rồi, bạn nào xong rồi. Để dễ thế làm gì nữa, đọc kỹ đề vào. Đi thi đó chỉ có thế này thôi, nó chỉ là ví dụ như tạo thư mục user 1 cho người dùng 1 này, tạo user 2 này, tạo bài tập trong thư mục này này, xong rồi phân quyền cho nó. Khó hơn là một cái đoạn phân quyền thôi. Nào, bạn nào xong rồi nào? Dễ thế là gì chứ? Tạo liên kết mềm, mình thêm một ít đi, nhưng cái điều kiện này tại thư mục. Mình sửa một ít đề cho nó rõ các bạn đỡ. Đỡ bị sai sót. Đây, các bạn nhìn thấy không? Tạo liên kết mềm là tên là bài thực hành. Tại cái thư mục là home, username, desktop. Đấy, cho tới cái đường dẫn là gì ạ? Home username bài tập. Rồi khi bấm vào đấy thì chúng ta sẽ đi vào đến cái thư mục trong của thư mục bài tập ấy. À, sẽ tìm thấy luôn cái file thực hành 5.1. Bạn nào xong rồi thì ấy tiếp nào. Cơ hội đang dành cho tất cả mọi người. Nó sai rồi làm xong, bạn nào sai, bạn vừa rồi làm sai thì làm xong chưa, làm xong rồi thì sâu tiếp. Một điểm ấy dễ thế là gì nữa. Nào, rồi các bạn, có bạn nào khác nữa không? Hai bạn vừa rồi xong chưa? Tiếp trong đây là tiếp xung vầy. Nhìn kỹ đề nhá, không lại nhầm. Nào, làm tiếp nào. Rồi. Có bạn nào không? Từ đề này chỉ lừa thôi, có gì đâu. Tiếp tông đây là tiếp xung vậy.
À đây thầy xem được chưa? Đâu? Mình tắt xem màn hình đã. Rồi. Đây, bây giờ em tạo được một cái liên kết tới màn tới desktop để cái vào cái liên kết bài thực hành. Rồi bấm vào cái liên kết xem nào. Đây bấm nhìn màn hình desktop luôn nhỉ. Bấm liên kết đấy nào. Đây. Vào đâu? Thấy nhìn thấy chưa? Rồi, ok rồi. Đấy. Rồi xem mình xem mấy lệnh nào, các lệnh bạn thực hiện nào. Bạn gõ history xem nào. History này lịch sử ấy. Đấy. Đây cái lệnh đấy đấy. Nó là chuyện nhất. Vừa tạo trong rốt rồi đúng không? MV đâu có cái lệnh nhỉ? MV từ ấy từ thư mục rốt sang thư mục ôm gali đâu kéo lên nào bạn kéo lên không kéo thư mục bài tập đây đúng không à bạn copy à thầy ghi làm copy cái gì phương à dạ ok copy cp chữ r bài tập vạch không vali nó là chữ s vali ok có vẻ đúng rồi có phải không nhỉ bạn bạn vào cái thư mục của Udacali kia xem nào đây ạ thư mục home kali đây ta rồi bài tập cd vào bài tập rồi ok bạn dùng gì để thêm mấy nội dung ấy vi à dùng nano à, nano ok rồi bạn gì nhờ bạn là đốt xong rồi Nguyễn Đăng ok chỗ Đăng Hưng đúng không năm qua điểm Nguyễn Đăng Hưng ạ vâng Nguyễn Đăng Hưng ABC rồi một điểm dành cho bạn em cảm thấy rồi chúng ta đi đến bây giờ nhỉ cũng chín đâu 10 phút nữa thì mình sẽ đi chữa bài cho các bạn có bạn nào cần chữa không thắc mắc gì với phần bài tập này không nó khó nếu mình có bạn nào cần các bạn có cần chữa không có à. Ok, mình sẽ đi chữa một bài cho các bạn. Đấy nhá, ví dụ như trên sen tốt của mình đúng không? Các bạn có thể dùng auto bất kỳ gì chưa? Mình không ngại này nớt gì cả. À, nhưng mà con sen tốt này thì lại không show ra được cái file trên desktop. Em bị bực mình sẽ dùng auto thì bài thi cuối kỳ chúng ta thì có một cái bài như thế này chỉ thêm cái đoạn phân quyền cho user thôi ví dụ như khai thư mục này thì user này được làm cái này user kia được làm cái kia. Đấy, nó cũng dễ thôi chỉ thêm một tí nữa thôi đến em vào chuyển xuống phòng thăm hạt username a cộng một ip 126.132 chưa đâu ạ
Nó gì chứ? Rồi. Không đúng IP thì sao? Terminal. Mình sẽ chỉnh cái terminal này option cho cái phông chữ nó to lên. Ví dụ như cỡ chữ chỉnh cho mà thôi không cần đâu. IP à? 133 nhập. Rồi. Ví dụ bình thường chúng ta làm việc trên server chúng ta cũng như thế này, khi SSH xong thì chúng ta sẽ vào server để làm. Thì việc đầu tiên chúng ta tạo thư mục bài tập trong cái gì ạ? Đường dẫn là gạch home đúng không ạ? À, gạch load đúng không ạ? Có mkdr đúng không ạ? Bài tập đúng không? Được. Thì đầu tiên chúng ta có gạch load gạch bài tập như thế này. Đúng đây chưa nhỉ? Xem lại cái đời nào. Đấy. Thư mục bài tập trong cái đường dẫn road. Nhưng mà cái vấn đề xảy ra ở đây mà chúng ta không tạo được tại vì permission đi nào mình đã nói rồi, đó là thư mục road chỉ có quyền full quyền đối với gì ạ, user road. Đấy. Thì vậy thì chúng ta phải gì ạ, thực hiện lại với cái quyền là quyền sudo, cái tham số sudo ở đây là gì ạ, thực thi lệnh với cái quyền root nhập mật khẩu. Sau khi thực hiện xong thì chúng ta tạo file đúng không? Thì tương tự như vậy, chúng ta có sudo đây chẳng hạn, bài tập thực hành lab 1.txt đây. Để chỉnh sửa file thì đối với tất cả trong thư mục root thì chúng ta đều phải dùng sudo. Thì tiếp tục chúng ta dùng sudo v dùng cái trình editor gạch root gạch bài tập gạch thực hành một lab 1.txt để thực hiện sửa file. Thì bấm y để sửa file này, bấm y thì chúng ta có gì ạ, gõ này bài thực hành kiểm tra phân quyền trong Linux này, bấm ESC này, xong bấm shift 2.q WQ để chúng ta thoát và lưu. ESC 2.WQ. Rồi, sau khi lưu xong thì để xem nội dung file chúng ta dùng cat vẫn phải sudo cat gạch root gạch bài tập gạch thực hành lab 1 txt. Giờ đây là nội dung file. Các bạn có thể dùng cách khác, các bạn dùng sudo chữ y và đi luôn với trong thư mục root này đúng không, chúng ta tạo luôn cái gì ạ, thư mục là bài tập ở đây luôn và tạo luôn file với cái người dùng root luôn thì đỡ phải gõ nhiều lần sudo như thế này. Tiếp theo chuyển thư mục đúng không? Chuyển thư mục bài tập sang cái đường dẫn là home, user là gì ạ, user của chúng ta đó, ví dụ như là Nguyễn chẳng hạn, thì chúng ta sẽ dùng lệnh mv đúng không? Bài tập đấy. Được chưa? Đường dẫn là home mv này phải có nguồn và đích Nguyễn. Thì tất nhiên là để thao tác với tập trong
tập tin hay thư mục trong thư mục load thì bắt buộc chúng ta phải đăng nhập với quyền root rồi. Đấy. Ở đây là mình copy à? Đấy, copy cũng vậy thôi. Nhưng mà vấn đề hiện ra đây là gì ạ? Cũng không copy được, tại vì gì ạ? Thư mục bài tập này, trong cái thư mục này vẫn có một file thực hành 51. Vậy nên chúng ta cần phải thêm cái gì ạ? Thêm cái option trừ r để gì ạ? Để copy có để quy. Sau khi copy xong thì chúng ta vào cái đường dẫn home An Nguyễn bằng cách cd gạch gì ạ? Home, hoặc là chúng ta exit ra. Đấy, cd gạch home gạch An Nguyễn đúng không? Bài tập chúng ta ls. Đó, sau là cái thư mục bài tập đây. Đấy. Tiếp theo để tạo ra đường liên kết thì chúng ta dùng lệnh nl trừ s là liên kết mềm. Thư mục là bài tập là dùng home. Đấy, An Nguyễn bài tập đấy có gạch chéo này mới liên kết đúng được, còn không gạch chéo này là sai đấy. Cái bài tập mà không gạch chéo nó sẽ thành file ấy. Đến gì ạ, ví dụ desktop gì ạ, tên nó là gì ạ? Bài thực hành như này. Đấy. Thế là xong, chúng ta có thể kiểm tra gì ạ? Cái desktop Ubuntu browser này. Đây, chúng ta có một cái đường dẫn này, nhìn thấy cái mũi tên này, bài thực hành. Khi ta bấm vào, chúng ta sẽ đi đến bài thực hành lớp 1. Đấy, trong cái đường dẫn là đường dẫn của user. Thì đối với lại gì ạ? Đối với lại cái lưu ý nữa ở đây. Thôi, không có lưu ý. Lưu ý về sau đi. Để sau xem mình tạo đường dẫn đúng chưa thì chúng ta cd vào cái desktop. Bạn bấm s trừ n sâu trên một dòng ấy. Thì đối với đường dạng là đường liên kết thì chúng ta có cái dạng mũi tên. Và đây là thư mục đích. Đấy là hết cái phần bài thực hành. Và cái bài tập đầu tiên gọi là tổng hợp kiến thức của cái chương 2. Không dễ mà không khó. Rồi, có bạn nào thắc mắc gì nữa không? Có thắc mắc gì nữa đúng không? Chúng ta đến chương 2, à chương 3. Giới thiệu sương sương có gì đâu. Chúng ta đi đến chương 3. PowerPoint. Rồi. Chương 3. 8 giờ đúng. Mình căn giờ. Hệ thống file và thiết bị lưu trữ. Chúng ta còn sau buổi này ra Tết thì chúng ta còn 4 buổi lý thuyết nữa. Chúng ta có 9 chương cơ. Cái lượng kiến thức nó khá nhiều. Slide thì riêng cái chương 3 này mình chưa kịp thời gian chuẩn bị cho các bạn nên là mình có nguyên cái slide của thầy Quang. Đồng chí thay đổi gọi là thay đổi vỏ cho nó giao diện cho nó khác một tí. Và đây nó là hệ thống file và thiết bị lưu trữ. Ở chương 2 của mình thì mình đã thay đổi rất nhiều, cung cấp chi tiết hơn về các lệnh. Các bạn có thể xem. Mục tiêu của chương 3 đó là gì ạ? Trang bị cho sinh viên những kiến thức về hệ thống file lưu trữ trên hệ mã nguồn mở Linux. Quản trị các thiết bị lưu trữ được kết nối với máy tính trên hệ Linux. Để giúp sinh viên có kỹ năng quản lý các thiết bị lưu trữ trên Linux. Quản lý các vùng đĩa lưu trữ này, tối ưu hóa các vấn đề xử lý lưu trữ dữ liệu. Về nội dung ở đây thì gồm có hai cái nội dung là hệ thống file và thiết bị lưu trữ. Thì trong cái hệ thống file chúng ta có 5 cái cơ bản, đó là khái niệm về hệ thống file này, quản lý thư mục này, quản lý file này, inode và liên kết này, chỉ số và tìm kiếm. Và trong thiết bị lưu trữ thì chúng ta có các khái niệm cơ bản này, quản lý đĩa phân vùng này, quản lý hạn ngạch.
thì hai phần cuối quản lý đĩa và phần vùng với quản lý hạn ngạch thì chúng ta sẽ có cái bài thực hành. Trong cái phần thực hành và phần này mình mang tính chất là giới thiệu một ít thôi, còn ra Tết thì mình sẽ nghiên cứu đào sâu hơn và sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết về cách quản lý hạn ngạch như thế nào. Về hệ thống file thì chúng ta nhìn thấy ở đây có rất nhiều các loại hệ thống file khác nhau. Thì hệ thống file là gì? Thì file system là cái phương pháp và cấu trúc dữ liệu mà một hệ điều hành sử dụng để theo dõi các tập tin trên ổ đĩa hoặc phân vùng. Thì có thể gọi file system là một hệ thống tập tin. Đó là các tập tin được tổ chức trên đĩa này. Thuật ngữ này thì được sử dụng để chỉ một phân vùng hoặc ổ đĩa được sử dụng để lưu trữ các tập tin hoặc loại hệ thống tập tin. Về sự khác biệt của đĩa hoặc phân vùng và hệ thống tập tin được lưu trữ trên đấy thì rất quan trọng. Một vài chương trình bao gồm với chương trình được tạo ra các hệ thống tập tin này hoạt động trực tiếp trên các sector thô của một ổ đĩa hoặc phân vùng. Nếu có một hệ thống tập tin tồn tại thì nó sẽ bị phá hủy hoặc hỏng hóc. Thì ở đây chúng ta có các cái dạng hệ thống tập tin khác nhau. Đầu tiên là điện Minix là cái hệ thống tập tin lâu đời nhất và được cho là đáng tin cậy nhất, nhưng do có các hạn chế về các tính năng thì một số nhãn thời gian thạc tem bị thiếu, do có tối đa là 30 ký tự trên một tập tin thôi. Phân vùng XT gọi là gì ạ? Hệ thống file XT thì có hai tên gọi là Extend File System, thì là một cái định dạng file hệ thống đầu tiên được thiết kế dành riêng cho Linux. Có tổng cộng 4 phiên bản, mỗi phiên bản thì có các tính năng nổi bật. Phiên bản XT đầu tiên là cái phần nâng cấp từ file hệ thống Minix được sử dụng tại thời điểm đó nhưng lại không đáp ứng được nhiều tính năng phổ biến ngày nay. Và tại thời điểm này thì chúng ta không nên sử dụng XT vì nó có nhiều hạn chế, không còn được hỗ trợ bởi nhiều cái distribution, nhiều cái phiên bản của Linux đấy. Về XT2 thì thực chất nó không phải là cái loại file hệ thống Xilinx, cái này bạn nào dùng Mac thì mới biết được. Được phát triển thường để kế thừa các cái thuộc tính của file hệ thống cũ, đồng thời là hỗ trợ dung lượng lên tới 2 TB. XT2 thì không sử dụng do L, cho nên là sẽ có ít dữ liệu được ghi vào ổ cứng hơn. Do dung lượng cần viết và xóa dữ liệu khá thấp nên nó phù hợp với các thiết bị lưu trữ ngắn ngày như thẻ nhớ này, USB. À, lưu trữ ngắn ngoài chứ không phải ngắn ngày đâu. Đọc sai. Về XT3, cái này chỉ mang tính giới thiệu thôi nhé. Về XT3 thì căn bản đây là cái loại XT2 nhưng mà đi kèm với Xilinx. Mục đích chính của XT3 thì tương thích ngược với lại XT2. Mà do vậy thì những ổ đĩa phân vùng có thể dễ dàng được chuyển đổi giữa hai chế độ mà không cần phải format như trước kia. Tuy nhiên cái vấn đề của giới hạn của XT2 là còn nguyên trên XT3. XT3 thì không thực sự phù hợp để làm file hệ thống dành cho máy chủ bởi vì không hỗ trợ tính năng tạo disk snapshot và tạo file khôi phục rất khó để xóa bỏ sau này. Với XT4 thì cũng như XT3 lưu trữ được nhưng là những ưu điểm và tính tương thích ngược với cái phiên bản trước đó, như vậy chúng ta có thể dễ dàng kết hợp với phân vùng XT2, XT3 và XT4 trên một cùng một ổ đĩa nhưng để tăng cái hiệu suất hoạt động. BTRFS hay gọi là BetterFS thì được phát triển bởi Oracle với nhiều tính năng giống RDCFS. Thì BTRFS thì hỗ trợ tính năng pool trên ổ cứng này và tạo và lưu trữ snapshot này, nén dữ liệu ở mức cao này, chống phân mảnh dữ liệu nhanh chóng này, được thiết kế riêng cho các doanh nghiệp có quy mô lớn. Về RDCFS thì
một trong những cái bước tiến lớn nhất trong của cái hệ thống Firelight và lần đầu tiên được công bố năm 2001 với nhiều tính năng mới mà phải hệ thống AT khó mà có thể đạt được. Năm 2004 thì được thay thế bởi Elixir 4 với nhiều cải tiến nhưng do quá trình nghiên cứu phát triển chậm chạp nên vẫn không hỗ trợ đầy đủ trong cái hệ thống Linux kernel phù hợp với lại database và server email. Và XFS thì XFS được phát triển bởi Silicon Graphics năm 1994 để hoạt động với hệ điều hành riêng biệt của hãng và sau đó thì chuyển sang Linux vào năm 2001. Khá tương đồng với EXT4 thì về mọi mặt như là hạn chế trong tình trạng phân mảnh dữ liệu này, không cho phép các snapshot tự động kết hợp với nhau này, hỗ trợ nhiều file dung lượng lớn này, có thể thay đổi kích thước file dữ liệu này, nhưng không thể sinh hoặc là chia nhóm các phân vùng XFS. Phù hợp để áp dụng cái mô hình server media vì khả năng truyền tải file rất là tốt. Nếu hoạt động trên máy tính cá nhân thì đấy sẽ là cái sự lựa, không phải là cái sự lựa chọn tốt so với XT vì hiệu suất hoạt động không khả thi. Ngoài ra cũng không có tính năng gì nổi bật so với XT3 hoặc XT4. Tiếp theo là cái chuẩn GFS, Serial File System, thì được phát triển bởi IBM năm 1990. Sau đó thì chuyển sang Linux. Điểm mạnh rất dễ thấy của GFS là tiêu tốn rất ít tài nguyên hệ thống và đạt được hiệu suất tốt với nhiều file có dung lượng lớn nhỏ khác nhau. Các phân vùng GFS thì có thể thay đổi kích thước được nhưng lại không thể sinh với như Resizer FS và XFS. Tuy nhiên thì nó lại có tốc độ kiểm tra ổ đĩa nhanh nhất so với các phiên bản của XT. Tiếp theo về cái Swap thì được phát triển bởi IBM năm 1990 sau chuyển sang ở đâu nhỉ? Đại đọc nhầm rồi. Thì Swap thì đây thực sự không phải là một file hệ thống thì cơ bản thì cơ chế hoạt động thì nó khá khác biệt, được sử dụng dưới dạng bộ nhớ ảo mà không có cấu trúc file hệ thống cụ thể, không có thể kết hợp và đọc được dữ liệu nhưng lại chỉ có thể được sử dụng bởi kernel để ghi thay đổi vào ổ cứng. Thông thường thì nó được sử dụng khi hệ thống thiếu hụt RAM hoặc là chuyển trạng thái của máy tính sang chế độ Hibernate. Đây. Còn nhiều cái loại khác nhau, ví dụ như HFS các thứ. Nó là giới thiệu qua thôi. Về index node và liên kết. Thì trong hệ thống Firelight thì một liên kết là một kết nối giữa file name và dữ liệu thực tế trên ổ đĩa. Thì thường chúng ta có hai cái liên kết chính là liên kết hnin và shopnin. Vậy index node ở đây là gì? Thì trong Linux thì dữ liệu của các file được chia thành các block. Trong cái slide tiếp theo chia thành các block. Thì có nhiều cách tổ chức để liên kết các khối dữ liệu trong một file với nhau. Thì trong đó cái thành phần thường dùng đó là chỉ mục index, node gọi chỉ index annotation. Thì với directory thư mục đầu directory entry thì sẽ gắn với một cái index node. Trong index node thì sẽ có các trường ví dụ access time này, line này, UID này, GID này, block address, BLK ấy, gọi là block address. Nhiều block address khác nhau, từ các địa chỉ của các block. Được chưa? Các địa chỉ của block này thì sẽ cho đến file content, tức là nội dung file. Thì asset time là cái thời gian được tạo các mốc thời gian của file. Đó, tức là lần access time gọi là lần truy cập gần đây nhất. Tiếp theo về size là kích cỡ của cái thông tin. Dung lượng tính dung lượng file tính bằng là byte. Về UID là user ID. GID nó là group ID. File content là nội dung file rồi. Block address là địa chỉ của cái khối.
Tiếp theo về inode entry gọi entry thì với inode table, một inode table thì sẽ chứa một file, một bảng này sẽ chứa nhiều, một cái thì chứa một file. Một trong một cái inode thì lại có gì ạ? Có 6 cái trường. Trong một file. Trong một file thì có 6 trường, đó là trường owner là chủ sở hữu. Trường last notify time là cái thời gian sửa file. Access time là cái lần truy cập gần đây. Inode change time tức là cái thời gian gì ạ? Gần đây inode nữa được sửa. Permission là quyền, file type là loại file. Về cấu trúc của một block như mình đã nói rồi, đúng không? Dữ liệu của các file thì được chia thành các block. Đấy, thì chúng ta lại có cái cấu trúc của block. Ở trong block thì lại sẽ có super block mà lại có index node, có data block, có inode map, có inode bitmap và data bitmap. Thì đối với inode thì sẽ có gì ạ? Danh sách inode, inode thì được chia thành là gì ạ? Tập hợp chó đến nhiều inode khác nhau. Ví dụ như cái hình bên phải này đúng không? Inode thì sẽ gồm có extend header và extend index. Extend index thì lại chó đến về inode tiếp theo. Sẽ có extend lại có extend header này, extend index này. Ở extend index này lại trỏ đến cái anode tiếp. À, cuối cùng thì lại trỏ đến extend, extend thì lại trỏ đến data block. Và data block là các khối dữ liệu. Này thì mang tính giới thiệu. Sau về chỉ số và tìm kiếm thì từ cái bảng anode table. Ở đây là bảng anode table, trường đầu tiên là cái index node. Ở trường 2 là link cao, trường 3 là thoai kiểu. Thì sau rồi các kiểu này thì lại cho đến cái data pool, nơi chứa dữ liệu. Thì cứ cái data pool này dành cho hệ điều hành căn cứ vào đây để gì ạ? Tìm kiếm cái khi mà chúng ta dùng lại tìm kiếm ấy, tìm kiếm file ấy. Còn khi chạy chương trình chúng ta cần phải có nhiều file khác nhau đúng không ạ? Thì cái data pool này là nơi tìm kiếm các file. Đây là cái phần chỉ số và tìm kiếm cho gì? Trên cái loại phân loại định dạng là EXT4 nhé. Đây là cần phải có index, đầu tiên là cái index này, căn cứ index này cần cái link cao này. Từ cái error này thì chuyển sang data pool này. Tiếp theo về quản lý thư mục trong Linux thì đầu tiên Linux thì có rất nhiều thư mục. Thì cái chức năng của thư mục như thế nào? Đầu tiên là thư mục bin. Thì thư mục bin thì chứa các chương trình cơ bản. Ở đây có rất nhiều chương trình cơ bản khác nhau. Ví dụ như đây cmd này, ở đây thì chúng ta có sudo chữ y. Đây gạch bin, nơi đây chứa các cái chương trình cơ bản như là PFD, PS, PS-AOX là để xem các tiến trình, print, rất nhiều, tất cả những cái lệnh bắt sell cơ bản ấy, chúng ta vẫn hay dùng, ấy. Nó đều nằm ở đây, đấy. Ở các sell khác. Bin là nơi chứa chương trình cơ bản, grep này, rs các thứ này,
chưa? Python này, này apt này, rm này, rmdir là lệnh xóa thư mục này. Đấy. Chưa? Bluetooth này, path này. Đấy. Nội chứa thư chương trình cơ bản. Tiếp theo về thư mục bốt là chứa nhân line lớn để khởi động và các file system map cũng như các file khởi động trong cái giai đoạn 2. Về dev thì thư mục chứa các tập tin thiết bị như C, CD-ROM, HDD, FPD, etc, nơi chứa tập tin cấu hình của hệ thống. Home, thư mục dành cho người dùng mà không phải là root. Lib là thư mục chứa thư viện dùng chung cho các cái lệnh nằm trong bin hoặc là sbin. Thư mục này thì cũng chứa các cái module của kernel, mnt hoặc là media thì mapboy mặc định cho những hệ thống file liên kết ngoài. Opt là thư mục chứa các phần mềm cài thêm. Sbin là chứa các cái chương trình hệ thống. SRV là dữ liệu được sử dụng bởi cái máy chủ lưu trữ trên hệ thống. TMP là thư mục chứa các file tạm thời. USR là thư mục chứa các file cố định hoặc quan trọng để phục vụ tất cả người dùng. VA là thư mục chứa các cái biến được xử lý bởi daemon. Điều này bao gồm các tập nhật ký, hàng đợi, cách này. Thư mục root là các tệp cá nhân dành cho người quản trị, là root account. Proc là thư mục sử dụng cho nhân Linux. Chúng được sử dụng bởi kernel để xuất dữ liệu sang cái không gian người dùng. Đó là mình giới thiệu. Mình các lệnh với thư mục thì có gì ạ? Mkdir này, rmdir này, cptr này, mv này, pvkd. Có rất nhiều lệnh khác nữa. Về quản lý tập tin file thì tên file thì cũng tương tự như thư mục thôi. Các file thì ở đây thư mục thì địa tên thư mục có phân biệt chữ hoa chữ thường, không thiếu ký tự đặc biệt, ví dụ tiếng Việt chẳng hạn. Độ dài thì tối đa 255 ký tự. Tên có thể chứa nhiều dấu chấm dot. Về tên file thì giống tên thư mục, các file hệ thống, file chương trình, cấu hình mở. Thì lệnh trên file thì các lệnh trên file thì chúng ta có những lệnh tương tự như thư mục hoặc là dùng công cụ MC. Trên với giao diện thì chúng ta có file browser, có with, dolphin, gnome, về commander, nautilus, pcman, xfe, tùy các bạn đối giao diện như thế nào được. Như ở đây thì chúng ta thực hành đối với terminal. Thì đây là giao diện của công cụ quản lý file MC, Midnight Commander. Thì để cài đặt cái này, các bạn sẽ để sử dụng cái này thì chúng ta phải cài đặt. Thì đối với lại này CentOS thì chúng ta sử dụng cái lệnh là sudo yum install. Chúng ta phải cài, mình phải cài thì phải sử dụng với quyền root. Đấy, công cụ tên là MC. Đây là gì nhỉ? Đây là Ubuntu à? Đúng rồi. Đây là Ubuntu. Vậy thì đối với Ubuntu thì không phải là UUM nữa mà sudo apt. Các bạn có thể là apt-s. Mình thường quen với apt rồi. Install MC. Thì khi mà các bạn nhìn thấy cái vấn đề này, dpk go interrupt này. Đấy, các bạn cần phải sudo apt update. Update kernel repo chưa đã.
Kali cũng vậy thôi, chúng ta sử dụng apt. Xem tốt thì dùng UM. Kali có thể là apt trừ get tùy các bạn. Thường chắc là chỉ hỗ trợ apt trừ get thôi. Uto thì cả hai. Sau khi xong thì chúng ta có lệnh apt inton mc. Cài rồi ấy. Cái này mình đã cài rồi ấy mà. Các bạn cài, buổi trước mình đã cài cho lớp bên cạnh demo rồi, không bị làm sao. Chắc do mình cài rồi nên là nó không cho phép. Terminal. Các bạn gõ là gì ạ? MC đây là mình đã có rồi. Đây, bạn dùng MC. Đây. Trên terminal. Các bạn muốn thoát, bạn dùng Ctrl F10. Bấm trên đây là mình dùng đâu ấy. Bữa trước mình mới bấm thôi. Rồi bấm F10 để thoát. Thì để gỡ cài đặt cái MC thì mình có gì ạ? Sudo apt uninstall mc remove. Yes. Để gỡ một phần này nào đó thì chúng ta dùng remove. Apt remove còn system tốt thì UM uninstall. Đó là phần công cụ MC thì chúng ta bấm F10 để thoát. Tiếp theo về các thiết bị lưu trữ thì chúng ta đi đến các cái khái niệm cơ bản này, ví dụ như các loại đĩa vật lý này, phân vùng này, hệ thống file này. Tiếp theo đi đến cái quản lý ổ đĩa phân vùng này, thao tác trên cái phân vùng, thao tác trên hệ thống file, quản lý bộ nhớ ảo trên ổ đĩa này, quản lý hạn ngạch ổ đĩa lưu trữ này, quản lý hạn ngạch, thiết lập hạn ngạch, sử dụng hạn ngạch. Thì đầu tiên ví dụ như quản lý về cái khái niệm cơ bản đĩa vật lý. Đĩa vật lý là cái đĩa, các ổ đĩa chúng ta đổ HDD, ổ SSD, USB, các thứ ấy. Thì ở đây chúng ta có các loại đĩa vật lý cơ bản, ví dụ như IDE, DIC, gọi là HD. Thì tên của nó có thể là HDA, HDB. Còn trên các phân vùng ấy, thì chúng ta có gì ạ? HDA1, HDA2, HDB1, HDB2, vân vân vân. Hoặc là chúng ta có SCSI, hoặc SATA DIC, SSD, SDA, SDB. Chúng ta có SDA1, SDA2, SDB1, SDB2, vân vân vân. Ở tên gọi ổ đĩa quang thì chúng ta có gì ạ? CD-ROM, TEP, SDB5. Thì để sâu các ổ đĩa trên này lớp thì chúng ta có cái lệnh là lệnh FDIC. Chưa lo. Chúng ta có dep SDA này. Đấy. Sau đó phân vùng. SDA1 này, SDA2. Đấy là chúng ta có hai phân vùng. Phân vùng file system và phân vùng swap. Để ý nhá. Hoặc là chúng ta có thể dùng là SB gì đây, đi nữa mình giới thiệu sau. Về phân vùng thì một ổ đĩa có thể chia thành nhiều phân vùng khác nhau. Phân vùng lưu trữ thì có thể sử dụng các định dạng khác nhau. Ví dụ như chúng ta thấy có hai một ổ đĩa đúng không? Chúng ta chia thành hai phân vùng là phân vùng điểm EIT4 và phân vùng swap. Thì ổ đĩa chính Linux thì được gọi là ổ đĩa gốc. Thì khi cài đặt Linux thì cái này mình copy cái slide của thầy.
nên là mình không biết là như nào, nhưng mà ví dụ như tìm trên mạng thì đa phần thì có hai phần dùng thôi, thì chúng ta tạo thì khi cài đặt nói đó thì yêu cầu ba phần dùng bot swap ở gốc, các bạn lựa thì thầy cô hỏi các bạn sẽ lựa trả lời. Các bạn có thể tìm trên mạng để đạt được cái kết quả nó đúng hơn. Nếu thầy họ sai thì đứng ra solo. Rồi. Ngày xưa mình đi thi mấy môn. Nhưng bạn mình là đấy mình thấy thầy cũng sai. Thế là mình làm phát may quá chứ không thì thầy cho 7 8 điểm không ăn thua. Hệ thống Linux file lúc nãy mình đã giới thiệu rồi: HTML, Resize FS, Resize 4, XFS System, JSS, JFS là swap. Còn hệ thống Linux thì chúng ta có gì ạ? FAT, NF, NTF, ETFAT, RFS. Thì thường bây giờ đa phần phổ biến trên Windows thường là dùng NTFS. Hệ thống FAT thì hỗ trợ trên các cái loại gọi là bộ nhớ ít, thường thì hỗ trợ 16 GB hay là 4 GB gì đấy, mình không nhớ rõ đâu. Thì cái thẻ nhớ của mình thì đa phần hỗ trợ cái, thường mình sẽ sử dụng cái phân vùng là FAT, nó vừa nhanh vừa nhẹ nhưng mà hỗ trợ cái đọc với dung lượng thấp. Về hệ thống Apple thì có APFS này, có Learning, thì cái đấy các bạn nào dùng Apple thì biết. Về hệ thống OS2 chúng ta có HTFS. Về các thao tác quản lý phân vùng thì đối với lại Windows thì đa phần chúng ta có thể sử dụng là Paragon này, CrypterDiff này, rồi Aomei này, Paravision, Tizen. Thường mình dùng CrypterDiff này hoặc là dùng cái mặc định của Windows tùy. Rồi đối với Linux trên command thì chúng ta có nhiều cái khác nhau, ví dụ như để sâu chúng ta có df, df sâu ở phân vùng được chưa. Đây có hai cái là SDA1 và gì ạ, SR0. Đây cũng có nhiều cái phân vùng khác, TMB1S. Đấy. Hay là các lệnh khác, ví dụ như là gì ạ, NSBNK. NSBNK cũng sâu ra cái gì ạ, cái phân vùng. Nhưng ở đây thì có thêm các cái mount point, sử dụng lệnh mount và unmount. Tức là mount ổ đĩa và unmount tạo ổ đĩa. Chúng ta có lệnh fdict, sfdict và cfdict. Thì câu hỏi dành cho các bạn phân biệt giữa gì ạ? Sfdict và cfdict. Đây và CMS. Và em định nữa. Rồi, tiếp theo có lại. Em cái này thì để chia phân vùng thôi. Đây, có lại ví dụ như tạo fashion này rồi gì đó gì bấm quit để quit à, gõ quit để quit. Chúng ta có thể tạo các phần phần này bằng cách là make button bằng mk path này. Đấy. Rồi h-info để xem thấy thông tin. Ồ, cái này không cài đâu, tùy các hệ này lớp thôi mà. Rồi, ví dụ như đây lệnh df trừ a. Để sâu các cái ổ này, mao này.
thì để xem hướng dẫn thì các bạn có thể là df trừ ghép hoặc là man df cũng tương tự như vậy thôi. Đây. Đây, DS này, Report File System Display này, để gì ạ, báo cáo, dạ, trên ổ đĩa. Để có option, quit, kìa, rồi. Rồi, fd-l cũng là để sâu danh sách ổ đĩa các bạn nhập vụ các bạn này về nghiên cứu cái phần chương 3 này với phần thao tác về ổ đĩa fd-l để list color version time kiểu kiểu phân vùng có thêm các cái ví dụ như g là grid empty gpt version chưa. Ôi, thao tác vừa mình đã demo rồi, đó là df mk swap sblk fbig fbig-l pattern adwinfo. Thì các bạn phải giải thích đối với câu lệnh này nó làm cái gì nhá. Khi thầy cô hỏi ví dụ như fbig-l nó là cái gì? Các cái tham số thì các bạn có thể xem cái đường dẫn mình để trong slide này. Đấy. Tiếp theo về giám sát ổ đĩa thì mình có lệnh là lệnh io start. Đấy. CPU này dùng bao nhiêu này? Được chưa? Rồi ổ đĩa này tốc độ đọc là bao nhiêu này, tốc độ write là bao nhiêu này, đấy. Về dung lượng này, đã đọc đã ghi này, về phần quản lý ổ đĩa về giao diện thì mình có nhiều cái phần mềm, ví dụ như ở đây đối với dòng Kali, các bạn nhìn thấy cái a còng ở chưa? Cái biểu tượng con này thì nó là dòng Kali. Thì đối với lại Ubuntu thì chúng ta có cái phần mềm là phần mềm Dict. Đây các bạn vào đây Dict đây được chưa, này quản lý phân vùng chia là bao nhiêu này, 2GB này, 19GB này, được chưa, đeo SDA 1 này, đây là SDA 2 này, đây, Gnome Medic. Thì một số công cụ quản lý ổ đĩa dạng giao diện thì chúng ta có Gnome Medic này, Gpath này, Paragon Partition for Linux này, Minitool Partition for Linux này, AOMA, KDE. Theo về quản lý bộ nhớ ảo trên hệ đa trường thì ví dụ như RAM này, ổ đĩa này, rồi là mem CPU thì được kết nối chung với nhau trên một cái đường bus. Thì khi có yêu cầu CPU sẽ gửi cái gì ạ? Cái địa chỉ ảo đến MMU, Memory Management Unit. Thì từ đó cái bộ quản lý địa chỉ này, quản lý bộ nhớ này sẽ thực hiện send đến gì ạ, cái địa chỉ vật lý sang cái memory để lấy cái địa chỉ trên memory. Nếu không có thì chúng ta sẽ đi xuống ở trên ổ cứng. Thì các bạn đã học gì ạ, nguyên lý hệ điều hành rồi. Chúng ta có gì, các bạn phân biệt như thế nào là hệ điều hành 32 bit và hệ điều hành 64 bit chưa? Thầy cô đã hỏi rồi đúng không ạ? Là cái gì? Hệ điều hành 64 bit nó đặc điểm là gì?
dùng 64 bit để quản lý cái địa chỉ ảo, đúng không? Địa chỉ bộ nhớ. Ừ, có đúng không? Ngày mình đi học và mình vẫn nhớ như vậy. Thầy hướng dạy mình. Không biết là các bạn có như thế không? Sợ không nhớ được gì. Thì management memory, management unit là bộ quản lý đấy, địa chỉ đấy, từ cái địa chỉ ảo của CPU gửi đến thì nó sẽ tính toán là cái địa chỉ thật và thực hiện truy vấn trên RAM và disk. Đây là cái hình ảnh thôi, bộ những áo này, RAM cộng HDD là vùng nhớ đang trống chưa, đến MMU memory management unit này, RAM này, RAM xong đến gì ổ cứng này. Rồi đến một bài thực hành thì ở đây ở bài cái về các bạn sẽ đọc trên slide và làm cái bài thực hành này. Ví dụ như xác định version sẽ lấy làm swap này, fdisk trừ l gạch sda9 vùng ở đây mình không có sda9 mà mình có sda0 và sda1. SDA0 và đây SDA0 rồi thì cũng ra lại có gì hai cái này SDA1 và SDA2. Chúng ta có gì ạ? Cấu hình thông tin là gì ạ? Cái vùng này có gì ạ? Có 1,86 GB. Đấy. Tính ra là 1998 585 856. Thường thì các bạn sẽ chia cho 1000. Đấy. Khi mà các nhà sản xuất ấy, bây giờ người ta vẫn quy là 1000. 1 GB là 1000. Chứ không phải 12028 nữa đâu, nó tròn này. Tại sao khi các bạn mua ổ đĩa 128 GB kiểm tra trên thực tế nó chỉ có bao nhiêu, có 100 110 mấy. Ngày trước mình có cái công thức tính đấy nhưng mà mình quên mất rồi. Ngày trước anh trai mình dạy giải thích là tại sao cái con ổ cứng này bây giờ nó chỉ có, tao mua 128 mà nó chỉ có khoảng 116 và 18 GB thì nó chỉ có 7,8 GB. Nhà sản xuất để lấy ăn cắp của mình, không phải đâu, nó có quy ước chưa? Rồi tạo hệ thống file swap thì mình có mks swap. Ví dụ như trên cái gì được chưa, dev sda0 FDA1 error đã được mount và không mất, không thể tạo được cái vùng gì ạ, swap space. Thực ra các bạn cần phải có cái vùng trống đã được mount và các bạn phải ăn mount đi, ăn mount xong rồi thì mới mount trở lại được. Ví dụ như swap df chưa có thì phải in thôi. Đấy, swap file thì cũng hoàn toàn như swap version thôi. Thì thuận lợi của nó là không cần phải tìm một version độc lập hoặc là phân vùng lại ổ đĩa cứng thêm vào. Có thể tạo swap file bằng dd if def 0 bằng swap file cao từ cái số lượng byte, số lượng bộ nhớ này. Về quản lý hạn ngạch thì hạn ngạch là cái phần thiết lập dung lượng giới hạn cho người dùng được phép lưu trữ dữ liệu như là KB, MB, GB hoặc TB.
này trong môn gì ạ? Quản trị mạng đúng không? Cái môn chúng ta đã được học rồi là quản lý hạn ngạch, phân hạn ngạch cho Windows thì trên Linux cũng tương tự. Thì để cài đặt chúng ta sẽ phải sử dụng lệnh ethernet qua ta đây để mồi cho các bạn sudo apt -f install thì ở đây có cái điều quan trọng là gì ạ? Phải sửa cái tập tin fs tag bằng được thêm cái từ khóa usr quota và group quota. Sau sử dụng quota để khai báo được sử dụng hạn ngạch đĩa cho người dùng của nhóm. Thêm ở đâu thì các bạn có thể search trên mạng. Đầu tiên là dùng nano gạch etc fs tag. Cái này fs tag này thì nó cũng tương tự như ấy thôi, tương tự như những cái phần fdic các thứ thôi, tức là để quản lý ổ đĩa. Để biết đâu đó là sda 1 sda 2 thì chúng ta có thể căn cứ vào cái phần chú thích ở đây, nhưng mà đôi khi nó vẫn sai ấy. Thì đầu tiên chúng ta có UID, đó là cái ID của về đây đó là Mapboy là đường dẫn, có thể là không hoặc là đây là root, file là kiểu HT4 swap option. Đấy, option ví dụ như này thì màu không này, swap này đâm không này, path là 1 này. Đấy thì để thêm cái quota này chúng ta có thể là tìm kiếm trên trên mạng cách thiết lập. Thì đầu tiên phải cài đặt đúng không? Các bạn search trên mạng thôi. Ethon O O A Ubuntu. Cái này trên mạng nhiều lắm. Rồi. Đó, sau khi update này, update xong thì cài cài quota, quota xong thì gì ạ? Phải sửa file fs tab. Thì để sửa file fs tab thì chúng ta phải gì ạ? Thêm cái error bằng đấy. USR quota và group quota. Thế là xong đấy mà. Đây, sửa đây. Đấy. À, gì ạ? OSR qua ta. Group qua ta. GRP qua ta. Đấy. Tao bấm gì ạ? Ctrl O để lưu. Ctrl X để thoát. Sau khi sửa xong thì chúng ta sẽ sử dụng đi dụng lệnh re qua qua xem là để báo cáo từ từ rồi trừ chuyện trừ u ví dụ như An Nguyễn để báo cáo. Giờ sau thì chúng ta phải đầu tiên thì chúng ta phải xong thì chúng ta phải reboot ạ. Đấy, reboot xong. Reboot thì một là dùng reboot này dùng init gì ạ? Init 6 hoặc là lệnh shutdown trừ hdown. Đấy, là các lệnh reboot. Mình thì thường gõ mỗi reboot xong là xong rồi. Đấy, sau khi xong thì gì ạ? Mao đúng không? Mao xong thì cài đặt thôi. Mang tính là
thực hiện check thì dùng quota check VUG. Khởi động quota thì quota on chứ à. Phân bổ cho U dưới 1 thì EQ chữ U1. Để kiểm tra sử dụng thì có gì ạ? Đăng nhập user 1 này, nhập mật khẩu này, xong rồi cp-rv, etc này, du-sh, khảo sát. Thì các bạn về nhà làm cái phần thực hành này giúp mình. Rồi mình sẽ kiểm tra, xong không thì xong buổi sau thì các bạn nào chưa làm được thì mình sẽ giải đáp cách thức để làm. Được chưa? Các bạn nên mạng tìm kiếm này cách thức làm. Thôi bây giờ hết chương 3. Các bạn nào hỏi gì không? Không hỏi gì ạ? Ôi không hỏi gì thì đi điểm danh. Rồi, Quang Anh. Có ạ. An Anh. Có. Đình Bắc. Dương Đình Bắc. Bữa trước nghỉ đúng không ạ? Phạm Đăng Chính. Có ạ. Có. Linh. Có. Dung. Có ạ. Duy. Có. Duy. Có ạ. Bình Dương. Có. Văn Dương. Có. Văn Đại. Văn Đại có. Trọng Đạt. Vũ Trọng Đạt. Có. Phạm Văn Đồng. Có. Anh Hải. Dạ có. Hiếu. Có. Đăng Hòa. Có. Có. Anh Hoàng. Có. Hưng. Có. Đăng Hưng à, có rồi. À, Duy Khang. Duy Khang có. 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 Lưu Thị Linh. Có. Xuân Long. Có. Gia Lực. Có. Đức Mạnh. Có. Phạm Đức Mạnh có. Quang Minh. Vũ Quang Minh có. À, thưa thầy, Phạm Đức Mạnh có ạ. Trà My. Trà My có ạ. Hằng Nga. Có. Hoàng Nhật. Hơi thì có. Hữu Phong. Có. Mai Gia Phúc. Có. Quân có. Soái. Có. Văn Tây. Văn Tây có. Anh Thái. Có. Có. Đức Thắng. Có. 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 Đức Thị. Có. 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 Quốc Vũ. Dạ có. Quý Vũ. Có. Nguyễn Thanh Xuân. Có. Nguyễn Thanh Xuân có không? Bạn Văn Đại có không? Không có đúng không? Hai bạn nghỉ nhé. Chúng ta oan nốt 10 phút để rồi chúng ta nghỉ. Tại nghỉ sớm mình bị mắng ấy. Alo thầy ơi. Dạ. Thầy em không chưa tải được cái VM thì sao? Mấy máy bị sao ấy? Dạ, bật lên mình hướng dẫn đơn giản. Đó. Đây thầy để em chia sẻ nhá. Ừ. Thầy nhìn chưa? Đợi xíu cho. Ok. Rồi.
Mac đúng không? Vâng. Mac thì dùng Winair đi. À, là sao? Bạn nhập license cây vào. Nhập cái gì rồi? Đây. License trên mạng đầy. Nhập mấy cái giấy này hả thầy? Ừ. Nhưng mà không được. Nhập đi. Trước em bạn em nhập nhưng mà không được thì sao? Cứ nhập lên mạng search mà cây VMware. Cây cái gì nào thầy? Cây KEI. KEI. Xem bạn đang dùng cái gì, đang dùng phần mềm khác mà có phải là ấy đâu. VMware đâu. Thế giờ nào mình làm gì? Từ từ bạn xem lại phần mềm tên gì nào. Cái gì? Falcon chứ có VMware Falcon Pro 12. Bây giờ ấn như nào vậy? Cây VMware Falcon Pro 12 đi. Sợ. Fusion. Pro 12. Đấy, xuống dưới này thường thường quá không? Đây đấy. Ừ. Bây giờ ai dùng cốc cốc là sớt nữa. Xuống dưới nó có đầy cây mà cần gì mình crack đâu. Đấy, cây một đống nè. Lên trên đấy. Góp này vào được rồi đấy. Ừ, có vào đi. Học hacker này không ăn thua bao giờ. Đồ chữ rồi sao? Học hacker. Bây giờ trong đầu lúc nào cũng phải nghĩ là crack. Đấy. Thầy cũng hacking tốt đúng không thầy? Có chứ. Hacking tốt đừng giảm. Được thế nào? Có mấy cây khác xem nào. Cái nào bạn sao nào? Bạn sang cái fashion kia xem nó là fashion gì. Bạn sang cái bên cạnh ấy. Fashion player hay fashion pro? Xem đâu thế? Bạn sang cái tab nó bắt bài này xuân đấy. Xem nó là cái nào. Hay bạn vào phần help phần about đi. Bấm cái góc ấy dùng mát đúng không? Bấm cái góc, vâng. Góc bên kia. Góc bên cạnh quả táo ấy. Đây này. Ừ, bao. Không xem được à? Không xem được. Xem nó fashion gì, xem đúng cây của nó là được. Làm sao biết đúng cây à? Nhập hết này mà. Đấy. Nó đang không phải vào này. Bạn đang kiểu đang bị sai nên là nó báo luôn cái cây không đúng. Bây giờ làm nào thế? Đấy, tìm cây đúng là được, không thì bạn dùng máy áo Winair đi. Rượu, bạn search. Win. Cái gì đây? W-N-E. E. Thêm chữ E vào đấy. Winair, không phải Winner. Đấy. Search máy áo Winair cho Mac. Rượu ấy, tiếng Anh của nó là rượu ấy, ngoài ấy. Mình đọc tiếng Việt cho bạn là Winne, bình thường nó đọc là ngoài. Đấy. Đây thế. Đúng rồi. Đừng, nó ra cái gì. Nó bảo đấy là tải cái Avast, tải xuống làm cái gì đâu. Thế... tải cái Winne đấy, đúng rồi. Nhưng mà bạn vừa muốn click vào đây là tải Mac, là tải Avast. Hay thầy vào TeamView, thầy cài em một tí. Ôi, cài đi. Không biết cài. Cứ bấm tải xuống đi. Đâu, đây đúng không thầy? Ừ.
Đợi đi. Đấy. Cái này xong chạy chạy cũng được. Cũng được thôi anh thầy. Ừ, mình lâu lắm mình không dùng rồi. Winair thì có thể chạy Windows được mà. Mình không rõ đâu. Cứ thử đi. Có tiền mua Mac mà. Mình thì cũng dùng Mac. Thế nào? Thì cướp được nhá. Thế nào? Ra còn về đấy thầy ạ. Thầy ơi, em được ao vô lớp chứ thầy? Ừ, ao đi. Đâu nhỉ? Không có rồi. Không có cái nào không để mình đi tìm xem. Có mà, cài cho mát đường. Xem nào. Vitor. Hình như Vitor bốc có mát này. Là sao rồi? Xem này. Đây em xem tìm xem trên mát nó hỗ trợ Vitor bốc không? Đây phải ấn này hay như nào? OpenAI này nước Sonari không có rồi. Mình chưa cài máy ảo trên Mac bao giờ, nhưng thường sẽ dùng Winair. Winair Mac OS. Ubuntu. À. Winair này chỉ là chạy ấy thôi, chạy phần mềm Windows trên đấy thôi. Chạy phần mềm Windows cho Mac thôi. Giờ làm sao vậy? Mình không biết đâu. Ôi thật chứ. Như bạn mình đang làm nó cũng Mac mà bây giờ nó phải cài cả Win trên máy Mac, cài song song á. Dạy em cái cài đi, không học được. Có gì là mai mình chia sẻ. Nha, tí nữa mình cài máy Mac mình xong. Có gì nhắn tin riêng đi. Vâng. Tí nữa mình cài trên máy Mac của mình xem như thế nào. Vâng. Nhắn tin riêng thầy Dép đấy nhá. Ô không thoải mái, mình cũng là chào Dép. À chết rồi, có bạn nào xin nghỉ hôm nay nhỉ? Đây, có bạn xin nghỉ. Bảo sao? Thế thôi nhá. Cảm ok. Thôi chúng ta nghỉ thôi. Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ. Cảm ơn. Em chào thầy.